Nam em hát ca khúc chữa lành tiết lộ gặp vấn đề sức khỏe trước thềm show diễn. Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Nam em tại một trường đại học với lượng khán giả tham gia đông đảo, đa phần là sinh viên. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo dài đầm thắm, nam em thể hiện những ca khúc nổi tiếng gửi tặng người hâm mộ. Với giọng hát bay bổng đầy tình cảm, nam em khiến trái tim người nghe thổn thức khi thể hiện ca khúc nhắm mắt thấy mùa hè. Vốn không phải một giọng ca xuất sắc về kỹ thuật, nhưng những bản cover của nam em đều luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả bởi sự chữa lành trong giọng hát mang đến nguồn năng lượng tích cực. Được biết, khi xuất hiện tại sự kiện, nam em tiết lộ trước khi buổi biểu diễn này được diễn ra, cô đã bị sốt tối qua nam em bị sốt tưởng đâu không đứng nổi trên sân khấu nhưng bằng một thế lực nào đó khi make up mặc đồ lên sân khấu thì tự nhiên những cái mệt mỏi lo âu muộn phiền tan biến hết hy vọng tất cả chúng ta sẽ giữ cho nhau những năng lượng bình an nhất cách đây không lâu nam em khiến cộng đồng mạng xôn xao khi thông báo về việc thay đổi tên gọi của fan club khi đăng tải một bức ảnh chụp màn hình lên story trang cá nhân nam em đã đính kèm dòng chia sẻ cho biết cô sẽ đổi tên fan club từ cỏ bốn lá sang fan club bà tiên xanh Nam em cho biết fan club mình bây giờ cũng nên nâng cấp mình lên một bản thể mới nhỉ. Fan club bà tiên xanh hợp lý không cả nhà. Được rồi đi thôi FC bà tiên xanh. Cỏ bốn lá là tên gọi quen thuộc và thân thương suốt nhiều năm qua của fan club nam em. Cộng đồng fan của người đẹp gốc Tiền Giang luôn có mặt đông đủ trong các show diễn để ủng hộ cô nàng. Tuy nhiên sau những ồn ào vừa qua, nhất là từ khi nam em công khai danh tính chồng sắp cưới, fan club của cô vẫn ở đó và động viên tinh thần cho nam em vượt qua bão rông. Hiện tại khi đã cân bằng được, nam em trở lại với công việc ca hát, phát hành các sản phẩm âm nhạc. Việc đổi tên fan club cũng xem như là cột mốc mới với nam em và người hâm mộ. Sau thông báo đổi tên fan club, nam em tiếp tục đăng tải một dòng trạng thái mới với nội dung làm cỏ bốn lá, bị người ta dẫm đạp nhiều quá, thiệt thòi lắm. Bây giờ mình làm tiên xanh đi, hợp lý quá, bay cao bay xa. Chồng tương lai của nam em tiết lộ, khẳng định, nếu ai đó gây khổ hạnh cho cô ấy, đó là sự định mệnh mà cô ấy phải chịu đựng. Trong thời gian gần đây, Nam Em đã đưa ra một số gợi ý về việc chuẩn bị kết hôn nhưng chưa tiết lộ danh tính chồng tương lai. Đêm nay, cô đột ngột công khai hình ảnh của bạn trai giữa hàng loạt câu hỏi xoay quanh việc sẽ sớm kết hôn và danh tính người đàn ông làm tò mò. Hành động này của Nam Em gây ngạc nhiên cho mọi người, thậm chí có người nghi ngờ rằng người đẹp sử dụng hình ảnh của người khác để tạo ra một màn hẹn hò giả đối diện với những nghi vấn này nam em quyết định từ chối một cách rõ ràng và cho biết rằng nếu cô dám sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác thì đây là vi phạm pháp luật mới đây nhất người được nhắc tới trong phần công khai hiện họ của nam em chia sẻ hình ảnh của cả hai và một bài chia sẻ người này nói anh không biết quá khứ của mình trải qua khó khăn thế nào nhưng anh đã biết quá khứ cực khổ của em anh lựa chọn giữ im lặng nhưng cũng có thể làm cho mọi người tò mò và muốn khám phá nên anh quyết định công khai mọi thứ cùng em dù công việc của anh và em có bị ảnh hưởng nhưng với sự thông minh và trí tuệ của chúng ta chúng ta có thể sống trong đẳng cấp và sự tự tôn trọng trên một con đường tri thức em yên tâm khi anh quyết định điều gì sẽ không bao giờ từ bỏ dù có đối mặt với khó khăn hay thị phi sẽ luôn che chở và bảo vệ em dù có là sóng gió trong bất kỳ lĩnh vực nào anh cũng gửi lời nhắn đến các fan của nam em tôi hiểu rằng các bạn fan đều có những tình cảm đặc biệt dành cho nam em và tôi mong các bạn hãy nhìn nhận mọi khía cạnh một cách thông minh Nam em cần được tôn trọng, cô ấy đã trải qua nhiều gian truân nhưng vẫn tiếp tục cười và hướng về phía trước, và tôi ở đây để ủng hộ cô ấy. Chúng tôi có nhiều cuộc tranh luận và mâu thuẫn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đứng bên nhau, mỗi khi cô ấy đối mặt với khó khăn, cô ấy rút ra bài học quý giá và có giai đoạn phát triển, lần này cô ấy không tái diễn những sai lầm trước đây. Kịch bản lần này không giống những lần trước, thay vì giữ bí mật và tìm hiểu sâu, tôi tiết lộ cho tất cả các bạn, hiện tại tôi đang bận rộn với công việc của mình nên giao nhiệm vụ cho học trò tôi để đồng hành cùng cô ấy. Tôi cũng đã nói với cô ấy rằng nếu cô ấy cảm thấy không còn ý nghĩa trong việc cống hiến cho nghệ thuật thì hãy để tôi lo cho cô ấy có một vị trí khác để tỏa sáng. Rất mong các fan tiếp tục ủng hộ cô ấy và cô ấy sẽ dùng hết tâm huyết và sự nỗ lực cho nghệ thuật. Nếu không chúng tôi sẽ có nhiều dự án khác để ra mắt. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm và ân cần của các bạn. Cô ấy đã thông minh đến mức có thể giao phó cuộc sống cho một ai đó nhưng nếu ai đó gieo rắc khốn khổ cho cô ấy thì sự trừng phạt và vận mệnh sẽ đến với những kẻ có ý đồ nguyên hại tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những điều khác dần các bạn biết rằng dù thời gian hiện tại tương lai gần hay xa tôi sẽ luôn ở cạnh tôi ít sử dụng tiktok facebook chỉ dùng zalo và mail các bạn thông cảm theo những thông tin trên trang cá nhân của người đàn ông hiện anh đang làm việc tại khoa thanh nhạc thuộc một trường đại học tại thành phố hồ chí minh tuy nhiên nhiều người cảm thấy không tin tưởng về thông tin liên quan đến người đàn ông có đúng hay không về học vấn, anh nói rằng từng học tại Anh nhưng khi nhấp vào liên kết mở ra trang web của một cửa hàng bán đồ công nghệ tại London. Hơn nữa trang cá nhân của anh chủ yếu chia sẻ các video không có sự tương tác với bất kỳ ai. Để giải thích cho việc trang cá nhân trông như nick ảo, anh cho biết mình hoạt động chủ yếu trên Zalo và mail. Hiện tại thông tin về mối quan hệ tình cảm của Nam Em vẫn làm người ta hoài nghi về tính xác thực, tuy nhiên có nhiều lời chúc mừng đến Nam Em khi cô tìm được người yêu thương sau những điều không thuận lợi trong tình cảm. Lãnh Thanh khẳng định không muốn tạo chiêu trò để nổi tiếng khi liên tục bị déo tên vào ồn ào của nam em. Những ngày vừa qua, nam em là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng khi liên tục vướng phải những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Chưa dừng lại ở đó, nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng bị déo tên vào drama liên quan đến nam em. Và diễn viên Lãnh Thanh, người từng chung chương trình vô lăng tình yêu với nam em cũng không ngoại lệ. Việc liên tục bị dính tay bay vạ gió, nam diễn viên thưa mẹ con đi, vô cùng bức xúc và phải lên tiếng đính chính. Anh cho biết mình không muốn bị nhắc đến trong bất cứ câu chuyện nào liên quan đến nam em vì những thông tin thời gian qua bị sai lệch dẫn đến ảnh hưởng uy tín hình ảnh và danh tiếng của bản thân. Em xin chào mọi người, thật đường đột khi Thanh phải viết bài này, Thanh xin lỗi nếu khiến ai đó buồn, Thanh xin phép nói ngắn gọn nhất có thể. Tôi diễn viên Lãnh Thanh xin nhân danh cá nhân của mình đề nghị các đơn vị chính thống không thêm tên tuổi của tôi vào bất cứ bài viết nào dính tới NE, dù cho mục đích gì. Thanh có thể là một kẻ nóng tính, thẳng thắn, nhây và thích cái đẹp, hoặc là nhân vật phản diện thông qua lời kể của ai đó mà Thanh không quen. Tuy nhiên có những sự thật không phải từ một phía hay đến từ một cái giật tít nào đó. Anh cũng khẳng định mình sẽ không bao giờ làm trò bẩn thỉu như cách một số người đã làm với mình. Thanh cũng chẳng biết là ai nếu không tham gia showbiz thực tế năm đó. Thật lòng rất đắn đo để nói ra điều trên. Thanh xin chân thành cảm ơn các anh chị tổ chức cá nhân đã tôn trọng lắng nghe Thanh và cho Thanh cơ hội để trở thành một nghệ sĩ chân chính. Hiện những chia sẻ của Lãnh Thanh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Lãnh Thanh sinh năm 93 tại Thái Bình, được biết đến và yêu mến qua hàng loạt những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim bom tấn màn ảnh nhỏ như Chị chị em em, Cô gái từ quá khứ, Thi ta 25, Thưa mẹ con đi, Chiếm đoạt, về chuyện tình cảm ngoài ồn ào một thời liên quan đến nam em anh khá kín tiếng thân thế bí hiểm của bạn trai nam em sau những sóng gió tình cảm người đẹp nam em giờ đây tìm được bến đỗ hạnh phúc mới đây nam em và chồng sắp cưới có buổi phỏng vấn độc quyền trước ngày trọng đại của cuộc đời theo đó sau 6 tháng tìm hiểu và hẹn hò cả hai quyết định công khai đồng thời trục trịch chuẩn bị cho ngày trọng đại vào đầu năm 2024 trong buổi phỏng vấn nam em chia sẻ nhiều về quyết định quan trọng của cuộc đời lẫn người bạn hiện tại Bên cạnh đó, người đẹp gốc Tiền Giang tiết lộ quá khứ từng bị cấm sừng của chồng sắp cưới. Nam em kể, lúc đang chinh phục bạn trai hiện tại, cô thường xuyên nhận được câu nói làm gì cũng được, không có tình yêu từ bạn trai. Theo nam em, nguyên nhân mà bạn trai thường xuyên nói điều này là bởi anh từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Bởi vì quá khứ tôi từng quen một người và bị tổn thương rất nhiều, cô ấy ở miền tây tôi yêu bất chấp cho đến khi cô ấy quen và ở với một người khác cái tôi của mình lớn tôi không bao giờ đồng ý điều đó vì tôi có tính gia trưởng cô ấy cắm sừng nhưng tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều nhưng khi sự việc này lặp lại lần hai tôi không chấp nhận và tự hứa bản thân sẽ không yêu ai nữa tôi đóng cửa bản thân cho đến khi gặp nam em thì tôi phá vỡ quy tắc bạn trai nam em nói theo nam em, cô và bạn trai đến với nhau vì đồng cảm, thấu hiểu những tổn thương trong quá khứ. Chia sẻ thêm, bạn trai nam em cho biết đối với anh quá khứ là điều mà anh và bạn trai không bao giờ muốn nhắc lại. Thế nhưng nếu không có quá khứ, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Cuộc đời tôi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng nếu không có chúng, sẽ chẳng có con người giác ngộ hôm nay. Bây giờ tôi quyết định công khai. Tôi bảo với nam em rằng khi công khai như thế thì dư luận có đào bới quá khứ của tôi cũng được. Tôi không thay đổi được chúng. Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến những điều hiện tại và tương lai thôi, bạn trai nam em chia sẻ thêm. Được biết, bạn trai của nam em hơn cô 14 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực phong thủy. Sau khi bên nhau, bạn trai cô quyết định tạm gác công việc hiện tại để đồng hành và hỗ trợ cô trên con đường nghệ thuật. Mới đây nhất, nam em đã đăng đàn tiết lộ chuyện chồng sắp cưới phải nhập viện cấp cứu. Người đẹp gốc Tiền Giang cho biết bạn trai bị ngộ độc thực phẩm. Trong phiếu kết quả được nam em chia sẻ, các bác sĩ chẩn đoán bạn trai của người đẹp bị nhiễm trùng đường ruột. Chia sẻ của nam em khiến nhiều người bất ngờ, tò mò trước tình trạng sức khỏe hiện tại của nam em. Hiện nam em vẫn chưa có thêm động thái sau khi thông tin chồng sắp cưới nhập viện cấp cứu. Cư dân mạng đã để lại những lời động viên nhắn nhủ đến nam em và bạn trai dưới bài viết. Trước đó, nam em từng cho biết cô và bạn trai lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào năm 2024. Theo đó, nam em và bạn trai hơn 14 tuổi sẽ tổ chức tiệc trà vào giữa tháng 1, sau đó làm lễ đính hôn vào tháng 4 năm 2024. Sự thật chuyện nam em tự tử gây xôn xao Mới đây trên Facebook cá nhân, nam em khiến cư dân mạng xôn xao khi chia sẻ ẩn ý chúc mọi người ngủ ngon. Nhiều người hâm mộ không giấu nổi lo lắng trước dòng tâm trạng khó hiểu của cô. Dưới phần bình luận, một số cư dân mạng để lại lời hỏi thăm và động viên. Nam em đã nhanh chóng xóa dòng trạng thái khỏi trang cá nhân. Trước thông tin này, nhiều tài khoản trên Facebook đăng tải thông tin nam em tự tử khiến nhiều người lo lắng. Phóng viên đã liên hệ với quản lý truyền thông của nam em để xác thực thông tin. Anh phủ nhận chuyện nam em tự tử và cho biết thời gian gần đây cô có vài lần phải vào viện để truyền nước biển Xuất phát từ việc nam em chịu áp lực cực lớn từ dư luận, đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Hiện tại sức khỏe của nam em tuy đã tốt hơn nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định. Sau khi công khai chuyện tình với Trường Giang, nam em vướng phải rất nhiều gạch đá khi nhiều người cho rằng cô cố tình tạo scandal đúng thời điểm vừa ra MV vì muốn PR tên tuổi. Trước đồn đoán từ phía dư luận, nam em và ekip đã quyết định gỡ ngay MV này trên YouTube. Tuy nhiên những chỉ trích từ phía dư luận vẫn không dừng lại.